Hiện tại ở Việt Nam mình á là ngày mùng 10 Tết. À, ngày mai là 11 là hết mùng 10. Mà quý vị biết không, hiện tại đúng ra đó là cũng là còn mùa đông đó. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên cái ông trời đột xuất cái ông trời nắng đẹp lên. À, ngày hôm nay là Chủ nhật cho đến tuần tới là nhiệt độ lên từ 18 độ đó quý vị. Thành ra là thời tiết rất là đẹp luôn, đẹp dễ sợ luôn á. Mình đi ra mà mình thấy thoáng mát. Thì ở ngoài này Tuyền sẽ chia sẻ thêm cho quý vị biết là nhà của Tuyền á là nhà dãy. Đó, Tuyền muốn nói cái nhà dãy, tất nhiên là một cái dãy nhà giống như trước mặt của Tuyền nè, mà nhà Tuyền nằm ở cái đoạn là nó hơi giữa giữa chứ nó chưa ở cái đầu hồi nữa quý vị. Cái đầu hồi á là nhà mắc hơn nữa nha. Thí dụ như nhà dãy ở giữa đó mà nhà mình nằm ở phía giữa thì cái giá nó thấp hơn ở phía ngoài khoảng 10.000 euro. Nếu mà nhà mình mà nằm ở ngoài cái bìa ngoài này nữa đó là mình trả mắc hơn là 10.000 euro. Nhưng mà cái ở phía ngoài này đó thì tiện một cái là mình cũng thoáng hơn, và khi mà mình bị ồn đó mình chỉ ồn một người bên cái vách phía tay trái thôi, còn cái phía vách ngoài này á là mình không có bị ảnh hưởng nhiều. Mà nếu mà ngày xưa mà Tiền kiếm được nhà Tiền mua đó, mà cái nhà đầu hồi á Tiền cũng thích hơn nữa, tại vì nhà đầu hồi mình cảm thấy thoáng lắm quý vị. Và cái nhà ở trước mặt của Tiền mà ở trên họ có làm thêm một cái mái nhỏ nhỏ ra đó, thì thường một cái mái nhỏ này nè mà mình làm đó, mình xin tòa thị chính ở đây và mình mướn thợ đến làm thì khoảng là vài ngàn trở xuống quý vị, từ 5.000 trở xuống đó. Thì nhà Tiền là một cái nhà dãy, nhà dãy tất nhiên là một dãy nhà như vậy là khu nhà bình dân. Bây giờ Tiền mời quý vị đến cái khu nhà mà khá giả hơn tí xíu nữa, và cái khu mà những cái freestyle là nhà một đó, rồi Tiền chia sẻ cho quý vị nhiều hơn nữa nhé. Ở đây đó, khi mà mình mua nhà đó quý vị, thì họ đánh vào cái đầu lương của mình. Ví dụ như mà thứ nhất là mình phải có công ăn việc làm chính thức, chứ mà mình ký hợp đồng á mình cũng chưa được mua nhà nữa. Mình phải có một bảng lương chính thức, cái hợp đồng dài hạn đó, thì lúc đó đó họ xem cái bảng lương của mình. Ví dụ như lương từ 1.350 hoặc là 1.450 thì mình muốn mua cái căn nhà đó khoảng 270-300.000 euro, thì lúc đó họ sẽ xem cái bảng lương của mình và cái tuổi của mình cao như thế nào, thì họ sẽ sắp xếp cho mình cái trả là bao nhiêu năm đó. Và ví dụ như quý vị mua nhà đi, quý vị ký một cái hợp đồng và quý vị phải coi là cái renter, là cái lãi suất đó là nó bao nhiêu phần trăm. Ở đây họ cho mình ký 1 năm, 2 năm, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Ví dụ như mà mình mua nhà vào cái dịp là tiền lãi là 3,5%, thì lúc đó mình ký ví dụ như 5 năm, 10 năm, thì đúng 10 năm, 5 năm đó mình xem bắt đầu cái lãi suất mà nó xuống nữa đó, khoảng 2,5% á, mình ký thêm nữa. Hoặc là nếu mà cái mà chỗ mình mượn tiền đó cái lãi suất nó vẫn còn cao quá mà cái chỗ khác nó rẻ hơn, thì bắt đầu mình qua bên chỗ khác mình ký, và họ xem thử coi cái bảng lương của mình như thế nào và cái hợp đồng công việc làm ăn của mình ra sao đó. Ở bên này quý vị thấy không, ở bên đây á là nhà ở ngoài á mình nhìn nó không đẹp nhiều, nhưng mà bên trong á, mà cái nhà đó quý vị biết không, theo cái giá trị là bên trong căn nhà nữa, mình sửa nhiều hay sửa ít và cái đồ mình sửa trong nhà đó cái giá trị nó mắc hay là rẻ nữa. Thành ra là họ đánh vào cái giá trị đó và họ trị giá cho cái căn nhà mà mình mua. Ngày xưa đó khi mà mua nhà đó, Tiền rất là thích, thứ nhất là phòng khách ngồi á, Tiền phải nhìn ra được ở ngoài phía lộ xe. Thứ hai nữa đó là bên hông nhà của mình hoặc là sau nhà của mình phải có bãi đậu xe rộng. Tại vì nhiều khi mình có khách bà con đến thăm viếng đó quý vị, thì có cái chỗ đậu xe nó thoáng mát đó, nó mình đi vào đi ra nó thoải mái. Cái đó cũng là cái quan trọng. Và cái quan trọng thứ nhất nữa là mình phải tìm cái nơi mà gần trường học, gần ga xe lửa, gần trạm xe bus để mà mình đi cho nó thuận tiện. Bây giờ là Tuyền mời quý vị đi đến cái khu mà khá hơn tí xíu nè. Quý vị biết á, khi mà cái giá trị căn nhà ở đây á, là nếu mà quý vị nhà của mình mà tìm mua đó, nó nằm ở gần trung tâm á, thì giá nó lại cao hơn nha. Nó xa trung tâm tí xíu á, thì giá nó rẻ hơn tí xíu. Giống như cái khu mà Flex ở trước mặt của Tuyền nè. Đó, cái khu bên tay trái của Tuyền mà cũng đang treo cái bảng để bán nè. Là một cái căn nhà đó đó, có trị giá từ 150.000 euro đó quý vị. Nằm ở trên cái tầng này thôi đó nha. Còn nếu mà cái nhà flat này mà nằm ở ngoài cái chợ Ketsubo mà ngoài trung tâm đó đó, là bữa nãy Tiền xem á là có giá từ 190.000 đó. Ở bên đây khi mà mình mua nhà đó là trước tiên mình lên trên mạng, mình tìm cái nơi mà mua bán nhà, xong rồi mình thích cái khu nào mình bấm vào cái khu đó, thì nó sẽ hiện những cái căn nhà mà người ta bán đó để mà mình vào mình xem.
Thì trước khi mua nhà ngày xưa đó, thì nhân viên cũng đi vòng vòng ở cái khu mà Casabo Hờ này nè, dưới khu rình á, tìm nhiều khu lắm. Hôm trước tiền nhân viện cũng vào cái khu này nè. Đó, hôm trước tiền nhân viện vào cái khu này xem nhà nè, cũng có vài căn bán nhưng mà tiền không thích lắm. Tại vì ở trước mặt á mình không có thấy được xe chạy. Mà tính tiền á thì tiền lại thích là nhìn ở trước là phải thấy có xe chạy. Nhìn nó vui hơn quý vị. Ví dụ sáng mình pha ly cà phê, mình ngồi mình uống mình nhìn thấy nó vui. Đó, ngày xưa tiền nhân viện cũng đi đến đây coi cái khu nhà ở đây nữa nè. Tự nhiên bây giờ mình thấy thời tiết có mùa xuân nó đẹp á, mình thấy mình thích lắm quý vị. Những cái nơi mà gần như là Boomerang hay là Amsterdam là nhà càng mắc hơn nữa nha, mắc hơn ở Hungarian á. Cứ càng những cái tỉnh nào mà gần cái thành phố lớn á, hay là gần những cái nơi mà du lịch tham quan lớn á, thì nhà lúc nào cũng mắc hơn hết á. Hiện tại là Tuyền chia sẻ cái giá nhà nằm ở tại vùng Hungarian của Tuyền sinh sống. Bây giờ tiền đến cái khu nhà này là từ 200 ngàn trở lên nè quý vị. Từ 200 trở lên đến 500, 1 triệu có luôn. Cái con đường này cũng là mới mở nè quý vị. Mới mở cũng được khoảng 3 năm trở lại đó. Ngày xưa đây là một cái mảnh đất trống luôn á. Mình đi ngang đây không có đường lô xe như vậy đâu. Nhưng mà cái khu nhà mới cất ở bên kia kìa. Nó mới cất chứ cũng khoảng 5 năm trở lại. Thành ra là bây giờ mình thấy đây rộng mênh mông. Mà tự nhiên mùa xuân á, nắng đẹp á, mình đi trong lòng mình thấy nó thoải mái dễ sợ luôn quý vị. Ngày hôm nay mà nắng đẹp dễ sợ luôn á. Có nhiều nơi á, là 20 độ luôn á. Mà đúng ra hiện tại là vẫn còn thời tiết của mùa đông nè. Đó, bây giờ tiền đi đến một tí xíu nữa, vài chục mét thôi là cái nơi đó là cái khu nhà mới cất luôn đó quý vị. Hiện tại bên tay trái và tay phải của tiền, quý vị thấy những cái căn này là họ kêu là giống như là villa nè. Tại vì ở xung quanh của họ đất rộng rất là nhiều luôn. Là những ngôi nhà đó đó, từ bạc triệu trở lên quý vị. Có nhiều căn từ 1 triệu, 1 triệu 2 và 1 triệu 3 trở xuống. Hiện tại là tiền chạy đến cái khu này là blogger. Quý vị thấy trước mặt của tiền là cái chữ blogger nè. Là nằm ở sát bên cái kisbo khờ của tiền luôn á. Khoảng vài trăm mét à, đến 1 km à. Ở đây á, là rất là nhiều cái villa. Tiền cho là villa đó, tại vì nhà một rồi nó rời ra như vậy nè. Thì những cái ngôi nhà này đó, có những cái căn giống như căn trước mặt tiền, hoặc là căn này, hay là căn này, là có giá từ 550.000 euro trở xuống. Đó, từ 550.000 euro trở xuống. Đó, như những ngôi nhà này là từ 600.000 đến 550.000 euro trở xuống. Rồi nhiều cái nhà bạc triệu nữa quý vị. Bạc triệu nữa là nó còn rộng hơn nữa, đất nhiều hơn nữa. À, đúng ra đó, tiền muốn làm cái clip này lâu lắm rồi, nhưng mà mùa đông rồi đó quý vị, trời âm u xấu lắm, không có đẹp. Thành ra ngày hôm nay là cái ngày nắng đẹp, mà ngay ngày Chủ nhật nữa. Thành ra là tiền muốn quay cho quý vị xem. Đó, như nhà này là Freistand. Freistand tất nhiên là nhà trống đó. Frei là trống, stand là một mình, căn nhà đứng ở cái chỗ trống. Thì nhà này á, có giá trị á, từ 600.000 euro đến 450.000 euro trở xuống. Và cái nhà mà ở trước mặt của tiền, cái máy nhọn nhọn đó nè. Bây giờ nhìn thấy cái khu này thật là đẹp luôn. Là nhà một không đó. Những ngôi nhà này là có giá trị từ 550.000 euro trở xuống. Nhưng mà nhà mà cái máy mà nó sắn xuống như vậy á, tiền không có thích. Tại vì khi mà mình lên trên cái tầng sô đờ trên cao đó, thì cái máy nó sắn xuống cũng giống như cái phòng ngủ nè. Là nó bị có một nửa à. Mình đi lạng quạng là cái đầu mình nó bị đục luôn á. Thì hôm trước tiền thấy ở đây là cách đây 2 năm trước á. Đây là một cái bãi đất trống. Lúc nào tiền đi làm ngang đây á là tiền thấy một cái bãi đất trống luôn. Nhưng mà bây giờ là hình như là có tổng cộng là 21 cái Freistand, là cái nhà biệt thự á, nó mọc lên ở đây. Cái thời buổi kinh tế càng xuống nha, nhưng mà nhà cắt ra đó mà bán không đủ á quý vị. Đó, cái khu đất này thật là đẹp luôn nè. Là mới tôn luôn đó, hiện tại là bắt đầu người ta mới nhận nhà để người ta vào ở nè. Thì từ đây đó mình đi về cái hướng tay trái này nè, là đi ra ngoài phố Hua Rình đó, và đi về nhà của Tuyền á, có tí xíu à, tí xíu là đến nhà của Tuyền rồi. Cái nhà mà kế đây á là cũ rồi, Tuyền nghĩ là mấy chục năm rồi đó. Còn cái này là mới vừa xong năm 2021 này luôn. Xây hình như là Tuyền nghĩ là xây từ năm 2018-2019 đó. Cái khu nhà của Tuyền á là có từ năm 1983, là bây giờ cái khu nhà của Tuyền là 38 năm cũ rồi. Nhưng mà tiền lại thích những căn nhà cũ nha quý vị. Tại vì những căn nhà cũ đó họ cất á, cái mà cái độ mà họ làm cho lò sưởi ấm đồ đó, hay là nó ấm hơn là bây giờ. Bây giờ quý vị thấy nhà như vậy thôi, nhưng mà cái vách tường á nó rất là mỏng.
Nhà của Tuyền ngày xưa họ xây đó, nó cũ ngày xưa đó, là họ làm đá đó, là gạch nó đúc bồ. Còn bây giờ đó, họ làm có một lớp gạch à, thành ra là nó không có được cái chất lượng giống như nhà cũ ngày xưa. Thành ra là Tuyền vẫn thích mua những cái căn nhà cũ ngày xưa hơn. Đây, cái khu này là khu khá giả đó quý vị. Đó, cái villa trước mặt nhà của Tuyền nè, là cái villa này á, là có giá 1 triệu đó. Tại vì xung quanh sau hè của họ đất rộng mênh mông luôn. Nhà nằm ở đây, là nhà này từ 1 triệu euro trở xuống đến 650 ngàn. Quá đẹp phải không quý vị? Khi mà trời nắng á, người Hà Lan họ thích đi xe đạp lắm. Quý vị thấy hai vợ chồng này đi chiếc xe đạp mà xe đạp đôi á. Hai vợ chồng cùng nhau đạp nè, thấy cũng dễ thương dễ sợ. Cái người đó chạy chiếc xe cũ lắm mày. Wow, ở bên tay phải của Tuyền á là dân nhà giàu ở nữa nè quý vị. Ở đây là khu nhà giàu luôn đó. Những ngôi nhà ở đây á là từ 1 triệu. Mình đi một đoạn ngắn ngắn thì mình sẽ ngắm nha quý vị nha. Mà nhà này á là Tuyền nghĩ là từ 50 năm trở xuống rồi đó. Tại vì cái khu nhà của Tuyền á là có từ cái thời mà 1983. Mà cái khu này á nó còn cũ hơn là khu nhà của Tuyền nữa. Tuy rằng cũ như vậy đó, nhưng mà cái giá trị căn nhà cao lắm nha quý vị. Đó, những cái villa nè, nằm ở đây nè. Đó, như nhà bên tay trái của Tuyền. Mà ở đây á, mới nãy Tuyền cũng có nói rồi, nhưng mà Tuyền nhắc lại một lần nữa, là khi mình nhìn ở nhà như vậy, nhưng mà mình thấy ở bên trong đó, khi mà mình muốn bán nhà đó, thì cái môi giới, cái người môi giới họ đến, bắt đầu họ đi từ trên sô đời nhà mình, đi dài xuống, họ xem từng cái phòng ngủ, coi trong phòng ngủ của mình sửa chữa như thế nào. Họ đi xuống dài tới cái toilet ở dưới nhà, rồi tới cái bếp luôn, họ xem coi mình sửa chữa đó, là bên trong đó, cái giá trị căn nhà nó như thế nào. Bắt đầu họ cộng lại và họ cho một cái giá. Wow, quý vị nhìn cái căn nhà này là 1 triệu nè quý vị. Đó, khu nhà là khu 1 triệu nè. Cái xóm này là xóm giàu. Bây giờ quý vị thấy toàn là villa không nè. Wow, ngày hôm nay Chủ nhật mà nắng đẹp, bà con đổ xô ra đường quá trời luôn nè. Mà Tuyền nghe nói đó, ở đây giống như xóm đạo nè quý vị, có nhà thờ rất là lớn luôn. Nhưng mà nhà thờ bây giờ bỏ trống cũng nhiều lắm rồi. Thời buổi Covid này thì đi nhà thờ cũng không có được phép đông, mà mình đi nhà thờ mình phải ghi danh, và đến nhà thờ mình phải viết tên mình vào. Mà Tuyền nghe nói đó, tại vì Tuyền có một hai người quen, họ mua đất để họ xây nhà đó quý vị. Thì khi mà mình mua đất để mà mình xây nhà đó, thì nó rẻ hơn được gần một nửa. Rẻ hơn gần một nửa đó quý vị. Tại vì mình mua đất xong rồi mình chọn cái kiểu mà mình muốn xây, và những cái phòng ngủ hay là cái bếp của mình để hướng nào làm sao, thì họ xây theo cái kiểu mà mình muốn á. Thì Tuyền nghe nói là mình mua đất mình xây nhà đó, thì cái giá nó rẻ hơn. Tại vì khi mình mua nhà đó, nó cũng có một cái khó như vậy nè. Nhiều khi mình mua nhà đó, cái người chủ cũ đó, họ sắp xếp trưng bày á theo cái ý của họ, nhưng nó lại không hợp với cái ý của mình. Còn mình mua đất á, mình xây nhà đó, thì nó theo cái ý của mình hơn. Có nhiều khi ở đây á, họ bỏ tiền ra họ mua cái căn nhà cỡ 200-300 ngàn euro hoặc 500 ngàn euro, nhưng mà vào bên trong là họ bỏ hết đó quý vị. Tại vì họ không hợp với họ, hoặc là không hợp với phong thủy nữa. Hết cái con đường này là xóm nhà giàu á. Bây giờ những ngôi nhà này đa số là những người lớn tuổi ở không à. Tại thời ngày xưa họ đi làm đó rồi họ mua đó. Bây giờ là họ về hưu hết rồi. Nhưng mà ở đây nha, khi mà mình mua nhà xong rồi đó, mà mình trả hết tiền nhà rồi đó, nhưng mình vẫn bị đóng thuế nhà. Như ba mẹ đỡ đầu của Tuyền Vinh Viện đó, là ba mẹ trả hết tiền nhà rồi, nhưng mà ba mẹ đóng tiền thuế nhà mỗi một tháng như vậy á, là từ 100 mấy chục euro trở xuống đó quý vị. Bởi vì mẹ nói là bây giờ mẹ không có còn trả tiền nhà nữa, nhưng mà trả tiền thuế. Ngày hôm nay mình vừa đi ngắm nhà mà cho quý vị xem phong cảnh xung quanh luôn. Buổi trưa hôm nay á, cháu Linh đi làm rồi, cháu Linh không có ở nhà, chỉ có Tuyền nhân viện đi một vòng thôi. Những con kênh bên tay phải của Tuyền nè, hồi tuần trước đó,
cũng ngày hôm nay, tuần trước là cháu Linh trượt băng ở trên sông Isomir đó, mà ngày hôm nay là 16 độ đó quý vị. Lên một cách mà ngạc nhiên như vậy luôn á. Thành ra là làm cho con người cũng dễ bị bệnh lắm. Tại vì họ nghĩ là ô, đang lạnh và nắng mát quá, mặc áo nhiều khi những người mà mặc hở hên luôn á, thành ra rất là dễ bị bệnh. Ở đây á, là thuộc về là người ta kêu là Bua Trai, là những cái farm, là vùng quê á. Dạ đúng rồi, ở quê tiền là kêu là vùng quê đó. Nhưng mà vùng quê bên này nè, càng về vùng quê lại càng đẹp. Ở bên tay trái của tiền có một sân golf này, người ta đang đứng ở trong sân golf, người ta đang chơi kìa. Đó, Urbana West, wow. Wow, đẹp quá. Ở đây á, là xa phố thị nè, xa siêu thị nè, xa trường học nè. Có những người ở đây đó quý vị, mà con cái họ phải đi học tới chỗ Tuyền á, là đi cũng khoảng là 7 đến 8 km á. Có nhiều nơi 10 km luôn. Quý vị thấy cái quý vị thấy cái khu này là cái khu sân golf nè, đẹp chứ sợ không? Chập trùng. Con đường này đẹp quá phải không quý vị? Nhất là trời nắng đẹp nha, hai chồng đạp xe đạp tàn tàn hay là đi bộ nha, tâm tình là khỏi chê luôn. Đây những người giàu họ đi đánh golf đó quý vị. Khi mà người dân sinh sống ở đây nè, quý vị biết không, xa siêu thị nè, xa phố nè, thì ở đây á, là những nhà người dân sống ở đây nè, họ hay mở ra họ buôn bán á. Ví dụ như là bán nhà hàng hay là bán bánh mì, bán trứng, bán rau, thì người ta đi bộ ngang đó quý vị, người sống gần đây họ mua. Thì trước mặt của Tuyền á, Tuyền thấy có một cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ. Họ tự nướng ở nhà rồi họ đem ra họ bán luôn. Thì nơi đây là giống như là một cái vùng mà vùng quê đó. Nhưng mà càng về quê á quý vị thì nhà giàu càng nhiều. Những người giàu á họ về vùng quê họ sống không à. Đó trước mặt của Tuyền nè, toàn là villa không à. Con đường mới nãy mà Tiền từ ở trong Tiền đi ra đó, bây giờ Tiền thấy nè, có một cái tiệm bánh mì ở đây nè. Đó, họ để bánh mì ở đây họ bán nè. Ơ, hay lắm quý vị. Nè, họ để giá nè. Đó, ví dụ như một ngày out, tức như là một ngày cũ rồi đó, thì họ bán là nửa giá thôi, hai túi là một đồng. Đó, họ bán hai túi bánh mì gì có một euro à. Đó, xong rồi quý vị biết sao không? Mình mua bánh mì xong á, cái mình cho tiền vô đây nè. Mình trả tiền trong cái thùng tiền này nè. Họ cũng khóa lại. Mà quý vị biết không, ngày xưa đó, không phải ngày xưa đâu, cách đây mấy tháng trước thôi, vậy mà có người họ ghé lại họ ăn cắp cái thùng tiền này của mấy người bán đó quý vị. Nhưng mà ở đây họ có để camera hết nha. Nè. Đó, bánh mì họ tự để đây, đâu có người bán đâu. Mình mua xong mình bỏ 1 đồng vô. Ô, rẻ quá. Nguyên một bánh mì dài luôn nè. Họ tự nướng ở nhà đó rồi họ để họ bán. Đó, bữa tiền không có đem tiền. Có đem tiền thì mua bánh mì đây. Nè, có 1 đồng à. Rồi cái mình mua xong mình trả tiền ở đây nè. Nhà của họ ở đây. Nhà họ cũng là dân giàu khá giả đó. Họ cứ bán ở trong một cái kiosk nhỏ nhỏ vậy nè. À, cũng hay hả quý vị hả? Dễ thương quá hả? Đó. Nằm ở tại cái ngôi làng này dễ thương quá. À, mình đi bộ quá. Ngày hôm nay 16, 17 độ quá. Nghe tiếng chim hót, gió thổi nhẹ nhẹ, dễ thương quá. Nè, cái nhà của cái người bán bánh mì đó quý vị, nó to như vậy nè. Bây giờ họ để như vậy đó. Một cái căn nhà này đó hiện tại trị giá là từ 1 triệu euro. Đó có những cái nhà nè, riêng luôn. Nãy giờ thì đi cái khu này á, toàn là nhà một không à. Nhà một là nhà giàu á. Còn như tiền ở là Tutsinbonin, tức như là một cái nhà dãy. Đó, ở đây nè, cái căn biệt thự này đẹp dễ sợ chưa. Có một cái sân cỏ rộng mênh mông đằng trước này luôn. Nhà này á, là khoảng là từ 800.000 euro. Cái căn nhà này còn lớn hơn nữa nè. Quý vị thấy nè, ở phía sau là một cái cánh đồng rộng mênh mông, cũng là đất của họ đó. Wow, cái căn nhà này là
3 triệu đó quý vị. 1 triệu euro là khoảng 25 tỷ, 25 tỷ cho căn nhà này. Quý vị ơi, ngày xưa cái khu đất này đó, mình đi đến đây đó là không có đường đổ xe như vậy đâu, là đồng ruộng không à, xình lầy không à. À, nhưng mà sau này đó, cái khu sâu trong cái tay của tiền trong kia thì họ xây cũng được là khoảng 4 năm, 5 năm. Nhưng mà vẫn còn nhiều bãi đất trống và thầu xây dựng họ đã mua hết rồi. Ngày xưa đây đó là họ trồng rau màu, nhưng mà sau này ở Hà Lan đó họ nói làm giống như rau màu trồng bây giờ đó, là họ chăm sóc nhiều mà nó không có lời nữa. Thành ra họ bán đất lại cho những cái thầu xây dựng họ mua và họ xây nhà lên họ bán. Thì lâu lắm rồi, hình như là lâu lắm tiền mới đi ngang cái khu này. Hôm trước tiền đi á, là họ xây xong là ở trong kia kìa, ở cái phía tay trái của tiền đi sâu vào trong này nè. Đó, trước mặt của tiền đằng đèn xanh đèn đỏ đằng kia đó, là họ xây được khoảng là 5-6 năm. Và cái khu này là mới nữa nè, có nhiều nhà tiền thấy vẫn chưa xong hết luôn đó. Mà cái nhà dãy này nè, là tiền xem ở trên cái trang mạng mà họ bán nhà đó, là có giá trị từ 295.000 euro trở xuống đến 270.000 euro. Mà những cái nhà đầu hồi đó thì lúc nào họ cũng làm extra rộng hơn và lớn hơn. Thành ra là cái giá trị tiền căn nhà, những cái căn nhà mà đầu hồi đó, lúc nào nó cũng mắc hơn là những cái ngôi nhà nằm ở giữa. Cái nhà này là họ kêu là Rai Vonin hoặc là Tushin Vonin, tức như là nhà dãy. Còn nhà một đó, họ kêu là Freistan. Còn cái nhà mà ở giữa một cái khu đất trống rộng nữa là họ kêu là Villa. Đây, cái khu này là có giá trị từ 300.000 euro đến 260.000 euro một căn. Nhưng mà 260.000 thì nghĩ không có đâu. Khoảng từ 300.000, 301, 320 luôn đó quý vị. Tại nhà càng mới càng mắc. Đó. Cái khu này cũng đẹp nữa nè. Wow, thì mới thấy hồi năm rồi thì đi ngang đây là vẫn còn một cái bãi đất trống họ trồng rau màu ở đây, mà bây giờ là nhà mọc lên rồi. Bây giờ là hình như là tiền thấy là đồng ruộng ít hơn là nhà rồi, tại vì dân số càng ngày càng đông đó quý vị, thành ra là nhà càng nhiều. Wow, lâu ngày trở lại đây thì thấy là cái khu này nó lạ hết rồi. Mà ngày xưa đây á, là giống như là những cái trung tâm nhỏ nhỏ nó không có, nhưng mà khi mà họ xây nhà đó, người dân đến đây ở nhiều đó, thì có những cái siêu thị đó ở trước mặt của tiền, mà cái khờ bao là cái tòa nhà flat nằm trước đó, là cái trung tâm nhỏ nhỏ nằm ở đó đó quý vị. Có những cái như nhà hàng tàu nè, rồi những cái quán ăn Á Châu ở đó nè, rồi siêu thị Đơn nè, rồi Karaufat nằm ở đó luôn. Ngày xưa không có. Wow, chiếc xe trước mặt của tiền màu xanh đẹp quá. Xe này thời xưa nè. Nhà xe Volkswagen thời xưa, cái màu xanh dễ thương quá. Đó, cái trung tâm nè, nằm bên tay phải của tiền nè. Ngày xưa đây nó đâu có trung tâm đâu. Sau này nhà mọc lên rồi, họ làm một cái trung tâm nhỏ nhỏ ở đây, để tiện cho người dân sinh sống ở đây, họ đến họ mua sắm không quý vị. Đó, quý vị thấy trung tâm ở đây, họ đi mua sắm ở đây nè. Wow, ở khu này giờ vui á. Cái khu này giống như là khu gì ta, khu mới. Dạ, yeah, đô thị mới hả? Cái này là cái giống như viện dưỡng lão nè. Bây giờ thì vô cái khu này nữa, là mới nãy là cái khu mà họ đang xây cất là khoảng 1 năm nay. Theo tiền nghĩ á, cái khu này á là từ 8 năm rồi đó. Cái khu này á là có vài người bạn của cháu Linh ở trong này nữa nè. Cái khu này là khoảng 10 năm trở lại. Khi mình vào những cái làng nhỏ nhỏ này nè, họ làm những cái gờ nhiều lắm, tại vì họ muốn cho chạy xe giảm tốc độ lại đó, tại vì cái khu mà người dân sinh sống thì có con nít hay chạy tới chạy lui á, thành ra là họ làm giảm tốc độ lại. 180.000 euro đến 295.000 euro ở cái khu nhà dãy này, người ta nó kêu là giống như khu nhà mới á. Thì 300.000 euro, 300.000 euro là 7 tỷ rưỡi. Còn cái nhà ở bên tay phải của tiền là Freistand, là nhà một đó.
Wow, khu này đẹp quá. Khu này là khu trung lưu. Dạ, khu này là khu trung lưu nè. Cái khu Tuyền ở là khu bình dân. Đẹp quá. Đi đây mà Tuyền tưởng tượng giống như là mình đang ở đâu ta. Mình tưởng tượng giống như ở Việt Nam mà cái khu gì mà Mỹ Hưng. Đó, nhà mọc lên như nấm. Ngày xưa ở đây là một cái khu đất trống luôn đó quý vị. Đồng ruộng không à. Mà bây giờ nè, bên trái bên phải xung quanh đâu cũng là nhà. Đó, một căn nhà ở đây á có giá trị là khoảng 7 tỷ rưỡi tiền Việt Nam mình. Wow, cái xóm này giờ vui quá. Ở trên mấy nhà họ cũng làm nhiều màu nè, để cho nó khác biệt hơn tí xíu nè. Mà ở đây á, Tiền thấy hay cái gì nè, mỗi một cái nhà là một cái màu khác nhau. Thành ra khi mình đi ở trong cái đường này nè, mình thấy cái nhà, cái xóm nó nổi bật lên đẹp lắm quý vị. Tại vì mỗi một nhà nó có một màu. Mà họ xen lẫn nhau á, nhìn hay lắm. Thường ở Hà Lan đó quý vị, là những cái khu mà người dân sinh sống á, là lúc nào á, tòa thị chính ở đây á, họ cũng làm những cái sân chơi cho các em. Tại vì như các em ở đây nè, thì các em bắt đầu ra ngoài cái sân chơi này nè, các em chơi ở đây thì bố mẹ đó để ý các em, coi chừng các em được. Thì lúc nào ở đây cũng có những cái sân chơi cho các em nhỏ ở đây hết á. Nhìn đẹp lắm. Đó, những em nhỏ chơi ở đây nè. Quý vị nhìn những cái kiểu nhà nè, đẹp quá đẹp luôn. Buổi trưa hôm nay là trưa Chủ nhật. À, đến đây Tiền xin tạm chia tay quý vị nha. Nãy giờ Tiền cũng mời quý vị đi, nãy giờ quý vị cũng đi một vòng với Tiền để xem những cái kiểu nhà bên này, những cái giá nhà bên này như thế nào. Thì Tiền xin cảm ơn quý vị thật nhiều đã đồng hành với Tiền vào buổi trưa hôm nay. Tiền xin chúc cho quý vị năm mới phát tài, phát lộc, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài quý vị nha. Tiền xin hẹn quý vị vào clip tiếp theo. Mà bây giờ quý vị biết không, cái cửa nhà bây giờ họ cũng làm rộng hơn ngày xưa nữa. Như nhà Tiền á, cái cửa nhà họ làm nhỏ lắm. Hiện tại cái căn nhà ở đầu hồi này Tiền thấy họ đang bán nè. Mà căn nhà này á, bán cái giá Tiền nghĩ theo Tiền đón á, cũng là khoảng từ 320 ngàn. Tại vì nhà này là nhà đầu hồi, nó nằm ở dãy nhưng mà đầu hồi. Thì cái nhà này đã bán rồi nè. Thường quý vị thấy cái chữ tờ cốp á, là bán, mà phờ cốt là đã có người mua. Bây giờ đã có người mua nè. Ví dụ như mình muốn bán nhà đó, thì mình tìm một cái makler, là một cái môi giới nào mà mình tin tưởng đó. Thì sau đó mình đến đó, mình nói với họ, mình nói mình muốn bán cái nhà này. Thì bắt đầu họ đến, họ xem nhà mình và họ cho cái giá trị căn nhà bao nhiêu. Họ đăng lên cái trang báo của họ. Thì cái nhà này đã bán rồi nè. Tiền thấy cái nhà này quá đẹp luôn. Tiền nghĩ bên trong căn nhà này rộng lắm luôn á. Quá đẹp. Nhà này cao lắm quý vị ơi. Tiền nghĩ bên trong là đẹp, ơi là đẹp luôn nè. Cao dễ sợ chưa. Nằm ngay đầu hồi luôn. Mà cái khu này cũng khu đẹp nữa.